Em chào mọi người ha. Hôm nay em giới thiệu với mọi người nó là cái cáp âm thanh quang ha. Đầu vào của nó thì gồm có hai cổng kết nối. Mình kết nối một trong hai ha, coaxial và HVDIP. Mình có thể kết nối được với TV nè, PS3, PS4 hoặc là DVD ha. Mình nên kết nối với cái nguồn của nó là 5V1A hoặc là 5V2A. Mình kết nối với cốc sạc hoặc là sạc dự phòng nha, để đủ nguồn cho cái cáp á. Đầu ra của nó thì mình kết nối được với loa âm ly 2 cổng ha, AUX 3.5 hoặc là 2 RCA ha. Mình cũng nên kết nối một trong hai nha. Kết nối vô là sử dụng thôi, không cần cài đặt gì hết nha. Bây giờ mình kết nối thử ha. Mình kết nối cổng HDMI lên TV ha. Kết nối nguồn nè. Mình kết nối cổng AUX 3.5 ra loa ha. Kết nối đơn giản để sử dụng. Rồi, em chào mọi người ha.